Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm nay dự kiến sẽ đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc bằng đường thủy kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến vận tải đường sông Bạch Đằng, Củ Chi, Bình Dương và tuyến phà biển Cần Giờ Vũng Tàu. Tiếp đến Sở Giao thông Vận tải sẽ triển khai tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tâm linh cũng như nghỉ dưỡng của người dân. Sở Giao thông Vận tải hai địa phương đang phối hợp sắp xếp vị trí cầu bến cho các tàu biển từ thành phố Hồ Chí Minh cập bến Côn Đảo, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục về mở tuyến, cấp phép hoạt động để sớm triển khai khai thác. Dự kiến thời gian hành trình từ bến Bạch Đằng quận 1 đi Côn Đảo khoảng 5 đến 6 giờ. Nếu thuận lợi, khoảng giữa năm 2021, tuyến tàu cao tốc này sẽ đi vào hoạt động.